Chào quý vị các bạn, trên hình các bạn thể thấy đây là phần loa ngoài của Xiaomi Redmi 5A đã có mặt tại Dịch vụ Cao cấp.vn. Cụm loa ngoài của Xiaomi Redmi 5A rất là nhỏ như này. Khi bạn gặp lỗi sự cố liên quan phần loa ngoài trên Xiaomi Redmi 5A nghe nhỏ, nghe rè hoặc là không nghe thấy gì, cần một địa chỉ thay mới loa ngoài cho Xiaomi Redmi 5A. Quý vị các bạn vui lòng liên hệ 024-66-750-99. Di động cao cấp.vn có mọi loại linh kiện trên Xiaomi Redmi 5A nói chung và phần loa ngoài trên Xiaomi Redmi 5A nói riêng thì mới với các bạn. Vì các bạn chỉ cần cầm máy qua các địa chỉ của Di động cao cấp.vn, chúng tôi tiến hành thay mới loa ngoài trên Xiaomi Redmi 5A cho quý vị các bạn nhanh chóng, an toàn và tiện lợi. Thông tin cụ thể hơn, chi tiết hơn, quý vị các bạn có thể truy cập trực tiếp vào website www.didongcaocap.vn hoặc liên hệ 024 66 750 99. Xin cảm ơn quý các bạn.